Chào các bạn đã đến với bài số 11 trong khóa học Node.js căn bản. Bài số 11 này chúng ta sẽ học về các đối tượng global ở trong Node.js. Thì các đối tượng global này là gì? Chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với các đối tượng mà chúng ta sẽ không cần phải require nó vào trong file và trong ứng dụng mà chúng ta vẫn sử dụng bình thường. Bởi vì sao? Nó là các đối tượng mặc định mà máy ảo nó hiểu, trình biên dịch nó hiểu và các bạn luôn luôn sử dụng được ở bất cứ mọi nơi, mọi file mà chúng ta không cần phải include vào. Ở đây có một số các cái đối tượng global mà chúng ta thấy quen quen. Ví dụ như là set timeout, clear timeout, set interval, console. Thì ở đây chúng ta có file name, tức là một cái đối tượng mà chúng ta lấy ra được cái tên của cái file, của cái file code hiện tại mà chúng ta thực thi. Deal name, từ directory name thì là cái mà chúng ta cho phép chúng ta lấy ra cái thư mục hiện tại của cái file mà chúng ta đang thực thi. Chúng ta lấy được ra cái deal name, tức là cái thư mục gốc của website đấy. Một cái set timeout, tức là cái hàm giúp cho chúng ta gọi một cái callback sau một khoảng bao nhiêu millisecond, là phần nghìn giây. Và cái này không chạy ngay, gọi một cái thì sau khoảng thời gian A sẽ chạy hàm callback này. Clear timeout chính là phần T này, chính là khi chúng ta set timeout chúng ta gán ra một cái biến, và cái T này chính là cái biến set timeout. Thì nó sẽ sau một khoảng thời gian sau chạy xong nó sẽ clear timeout, thì tức là nó không chạy lại nữa. Set interval tức là chúng ta có một cái callback và sau cứ sau một khoảng thời gian nó sẽ chạy lại. Cái này thì giống như kiểu nó sẽ liên tục nó code một cái hàm nào đấy sau một khoảng thời gian là bao nhiêu millisecond. Console thì thường chúng ta sẽ log ra error hoặc cái gì đấy, thì chúng ta có thể write ra màn hình console. Và process thì nó chứa cái thông tin về cái process xử lý cái thread môi, nó chứa thông tin về môi trường, về tham số, tất cả mọi thứ liên quan đến hệ thống thì nó nằm trong cái process này. Thì chúng ta sẽ có thể lấy ví dụ, chúng ta có thể tạo ra một cái file mới, ví dụ như global object.js, và đây chúng ta có thể làm một số các cái console. Chúng ta log ra những cái mà chúng ta muốn. Ví dụ như là chúng ta console log ra thằng đây có hai dấu dname, chúng ta có hai dấu gạch dưới, chúng ta có file name. Bây giờ chúng ta chạy thử cái này bằng cách chúng ta dùng node global opg.js. Ta nhìn thấy là nó sẽ file dname sẽ là node.js, c node.js và file name sẽ là global. Đó, chúng ta sẽ lấy được ra. Ngoài ra chúng ta cũng có thể set timeout một cái hàm, ví dụ chúng ta set timeout, chúng ta có hai tham số. Tham số đầu tiên là callback. Callback thì chúng ta truyền vào một cái hàm, một cái function, thân function này. Tham số thứ hai là sau bao nhiêu milliseconds. Ví dụ chúng ta để 2000 milliseconds thì tương ứng đó là 2000 milliseconds. Console.log this is timeout after 2 seconds. Đó, chúng ta sẽ chạy sau 2 giây nó sẽ in ra cái dòng chữ đó. Interval cũng tương tự như thế, chúng ta có một cái compact, ví dụ chúng ta sẽ this function call for each 2 second, nó sẽ cứ 2 second nó sẽ, chỗ này sẽ là set interval. Đó, sau 2 giây sẽ ra, và cứ 2 giây thì nó lại sẽ côn ra cái hàm đấy. Đấy, cứ liên tục như vậy. Thì đó chính là những cái hàm mà có sẵn. Thì chúng ta, ngoài ra chúng ta có thể có một cái console log thì chúng ta vẫn dùng bình thường. Ví dụ process, process thì chúng ta có thể là in ra cái ở đây chúng ta sẽ comment cái đoạn này nè. Process chúng ta sẽ có thể console log ra process
chấm. Chúng ta có rất nhiều các cái tham số, ví dụ như environment, chúng ta sẽ Ctrl C này, Node, chúng ta in ra được toàn bộ các cái thông tin về biến, tất cả các biến môi trường của hệ thống của chúng ta đều lấy được ra. Computer name rồi chúng ta chỉ chấm chấm một cái computer name để chúng ta lấy được ra cái đó. Chúng ta có thể lấy tất cả những cái thông tin về biến môi trường khai báo trong hệ thống, nếu mà trên máy chủ thì sẽ lấy trên máy chủ. Processor là gì, program là gì, system drive, đây là environment. Ngoài ra nếu mà chúng ta process ra, chúng ta có thể process ra cả đây OS, platform, đủ hết tất cả mọi thứ. Chúng ta có thể lấy ra được cái PID để chính là lấy ra cái process ID của cái process hiện tại đó. Process bao nhiêu, chúng ta có thể lấy được ra platform. Đây là các thuộc tính của thằng Win32, nếu mà chạy trên Linux thì nó sẽ ra Linux. Chúng ta cũng có thể lấy ra được cái architect x64, tức là kiến trúc nhân 64, tức là rất nhiều các thông số chúng ta có thể lấy trong một process. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về process và các cái đối tượng khác mà global ở trong Node.js, thì các bạn có thể hiểu được nó và các bạn sẽ sử dụng nó trong hoàn cảnh nào thì tùy, nhưng mà các bạn sẽ hiểu là có những cái hàm như vậy. Chúng ta sẽ nắm được JavaScript thì các bạn nắm cái này cũng rất là nhanh thôi. Cảm ơn các bạn.